thưa toàn thể quý du khách, chúng ta đã chứng kiến những cô gái hơm mông mang bộ trang phục của những người cô gái Mông Đu đã thể hiện những điệu múa mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc của mình. Mà nếu toàn thể quý du khách, chúng ta mong muốn được mặc trên mình những bộ trang phục của những người con gái Mông cũng như những chàng trai Mông, chúng ta có thể đến với khu vực chợ phiên của Happyland để tự thay cho mình những bộ trang phục đẹp nhất, để lưu lại những bức ảnh lưu niệm, để cùng khoe với bạn bè, người thân và gia đình. Xin chào quý mời toàn thể quý du khách. Và ngay sau điệu múa của những cô gái Mông, xin trân trọng kính mời toàn thể quý du khách chúng ta cùng nhau tham gia khám phá trải nghiệm và trong không khí của lễ hội các dân tộc của Mộc Châu với điệu nhảy sạp truyền thống. Xin trân trọng kính mời toàn thể quý du khách ạ. Chưa quay xong. Tiếp.